Ủa vậy vẫn bắt được trời hơn kìa. Ủa dính cá lóc. Trời ơi. Về nó chúi đầu với sình hàng gì nó chạy không được. Ngon con. Luôn vàng luôn. Từ để phóng ra cái. Ngon luôn. Cái này luôn, cái hang luôn. Cái sảy nãy giờ. Thì ngon ha. Rồi đầu video tắm cái giúp cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình đi lại cái cánh đồng này, ao quang nhiều lắm cả nhà. Ao quang là mương nhiều lắm. Đi con. Trời quả là cỏ nó bay xuống ăn kìa. Quá trời. Thấy không? Nguyên bề cỏ này. Cả nhà cũng đi cái tắm nha. Đây đang quay đây. Dưới cây luôn á. Ok. Dưới cây luôn. Các bạn ngồi ai nha không? Okay. Không, ai ngồi ai không? Ok. Ok ok. Lặn. Tốc độ ha. Bài đó nó không bài đó. Con bự không? Ủa cái chê mà cái lóc đâu. Cái chi dài à. Nặng hay. Con này ba lạng. Lóc đồng. Tưởng cá lóc mực ghê. Mở hàng kìa nha. Chờ bạn gùi ha. Ok. Trời ơi, chút xíu. Một phim rồi. Không chừng nó đó. Con gì vậy? Ra nó vô lại cái sầu nhảy mất tiêu luôn. Giữa này nó hơi cạn nè. Quay qua bờ bển đi hơi giữa này.
lương hả? Nè. Ừ. Từ đây ha. Ok. Thấy không? Nhảy nó qua đây á, nhập bên kia. Ừ. Ủa cá nó chạy. Ủa sao à? Nó vào bên kia. Ủa con cá. Cá chạy rung cỏ luôn, nhảy tổn tổn tổn. Cái bình sao kỳ vậy? Trời ơi. Ủa cá tháp bự ghê luôn. Ờ bên đây có con cá gì bự lên sống luôn. Ừ. À bên đây cá táo cũng nhiều nè. Thank you.
Ui, cái lóc hả? Chê. Còn ớt với lợ à, ăn rùi nó không chịu yên, đó là hàng cá luôn rồi. Để ớt cho dù bị hàng còn ớt vô bị này còn tạm ngưng đi đâu, tạm ngưng đi. Đổi chỗ khác đi chứ. Ui, con cá lên bờ. Được không? Được. Cá lóc. Đã ha. Ừ. Bay lên bờ luôn. Ôi. Trời ơi, con cá nó chạy kìa. Nên mình tim luôn. Trời ơi, tức ghê chưa. Ừ, đang khúc gây cứng. Thì chứ cái máy. Ủa, cá chạy lên tim. Gặp cái máy vấn đề nữa. Ừ, ơi, con đó không hay chạy mất tiêu. Mò thử coi nhiều khi con cá nằm đó. Ủa, vậy vẫn bắt được, trời hên kìa. Ủa, dính cá lóc, trời ơi. Về nó chúi đầu với sình hàng gì nó chạy không được. Chứ không là mất rồi đó. Hay là nó chúi đầu với sình á. Đây để em phóng rồi cái nè. Ờ cũng hên bắt được cá đó. Thì chứ cái máy này cả máy kia còn ngon hơn hay. Cái kẹp bình hả? Kẹp bình không ăn. Trời ơi.
nên con kia nó chúi với bùn nó chạy không được hay cắm đầu với sình nó chạy không kịp, không là con nó bắt. Con lươn vàng luôn, từ để phóng ra cái con luôn, cái này luôn, cái hang luôn, cái thảy nãy giờ thịt ngon ha. Ừ, quá đã, cá lóc và lươn bự luôn. Này bỏ vô con, là bỏ vô luôn đi, vô đi để chút nó ngọt, con đó để mình lên chút vô cái vô cho nó mát mẻ rộng á. Ừ, cái cọc bình nó lỏng hoài. Ui hồn quá trời, cái cọc bình nó lỏng hoài. Ồ, cái lóc con bự chứ nhìn xa thấy nhỏ, còn hơn nửa ký con nè, hơn nửa ký con lóc lên đây cái đà. Ngon quá mà nó quậy quá nè, cho vô cũng chưa không còn ghê, cho vô đi ha. Đây đây, hay lụm cá cho con. Ớt ra lụm ớt ra. Cá ngon lắm. Phải phải. Đi ra chấm luôn rồi. Để từ từ lụm. Lụm cái luôn luôn ra. Để đâu nó ấy đâu con. Quay sơ gì được à. Hồi lụm cá. Phải nhúng nước rồi đó. Lên tới bờ lụm ra quay gió đẹp. Chỗ đó nhìn hai con ngon ghê. Nếu mà hậu ngoại bắt nhanh hơn nữa, ngon nữa ha. Chừng hai con cá lóc. Nè, ồ con cá. Nửa ký lô hơn. Ừ. Không. Ô để tiếng đi. Con lươn coi, con này. Lươn xào mớp hết ý luôn, đúng là xào mớp luôn nè. Ừ. Nè, vàng ghê. Hai lạng ha. Ba, hai lần rưỡi. Hai lần rưỡi tới ba. Ừ, hai lần tới ba. Cho con ếch vô nữa. Ếch cũng ngon luôn. Nè, là con quay sát gùi vô cho cả nhà xem. Đây. Tự bắt ếch bỏ vô cái đi. Này là đâu đó đâu còn quay sát luôn, hai ếch nữa cả nhà. Rồi quay sát luôn, ngon ghê, đồ ngon không cả nhà. Con quay sơ đồng bưng nãy chưa, quay tùm lum rồi, rồi thôi để đi ngưng đi, ngưng. Uống hấp nước rồi. Vô cũng nhảy ra. Con lươn kìa. Đây đây thấy không? Vậy mà nó rớt ra nữa không? Đây, cắt thử nha các nhà, cắt thử lươn trước đi. Ồ có hai lạng. Cá lóc này chắc nửa ký quá. Ồ 4 lần 3. Rồi. Đây lại hai ếch. Đây nè cả nhà. Bữa chiều qua đây. Rồi. Quay hai nè. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ tám cá nha. Chúc cả nhà sức khỏe. Hẹn gặp cả nhà video sau quay cá nữa con. Thẳng cho đây. Rồi, đây. Rồi, tạm biệt cả nhà, gặp cả nhà video sau. Rồi con.